tình ơi sao đi mãi. Ơi, à, nghỉ bữa giờ không biết rồi, mấy chị có biết giờ like của em không nữa. Úi giời ơi. Mạnh vậy chứ ta. Bánh ơi. Trời, hôm nay đồ về đẹp lắm mấy chị ơi. Hôm nay đồ về xuất sắc luôn á. Mấy chị nó bị sao một tháng nay nó đau cái ngực này chị. Hương Bùi, chị đọc tin nhắn của em nha. Ok Hương Bùi, rồi sọt ra Hương Bùi đọc tin nhắn ấy con. Hello mấy chị nè, đọc dùm tin nhắn của Hương Bùi nha anh. Chờ một chút. Đưa cái áo lễ chứ. Con đi lên nghỉ chút em. Rồi mình ngồi góc kia chứ. Rồi lên đồ nha mấy chị nha. Rồi ơi, nhìn mặt ngu rồi. Rồi lên đồ mấy chị ơi. Áo lễ. Có chị có quần tút không? Quần tút là quần riêng hả? Ở gái rồi em nhận được rồi, cái nào cũng đẹp ưng bụng. Cảm ơn chị Phúc Tâm, mới mua mà bạn mua ngọt lắm. Lên xếp đồ thể thao ở mình Ngọc. Bây giờ xếp đồ thể thao bây giờ chỉ còn mỗi xếp đùi à, với lại hàng Quảng Châu à. Chị Hương Bùi coi thử cái quần ba ghi đó là quần lá size mấy ít á, em giải quyết cho. Hương Bùi là ở đâu à? Hả? Coi quần ba ghi đó là mấy ít. Rồi em lên áo lẻ này cho bị nè. Bán đầu like cho bị bóp nhiệt thì bác sĩ nói là bây giờ phải về bóp nhiệt tình cho lưu thông máu khí huyết. Dạ, bảy giờ quên lộn. Bác sĩ dặn gì vậy mấy chị. Rồi áo này bán lẻ cho mấy chị 100.000 đầu like nè. Quần rinh thôi, hàng xuất ở kinh võ. Có nhưng mà để em coi được còn size gì. Rồi mấy chị ơi, ba size nha. Ba size. Em tính với chị 100.000 size 4X là lớn nhất rồi. Nếu Hương Bùi chặt thì em đem về em trả cái mẫu đó, mua mẫu khác thôi chứ giờ không còn size nha. Rồi áo bán cho mấy chị 100.000 cái. 100.000 cái áo tay cánh tiên và ở dưới có bo bụng nha. Con này thì mấy chị mặc với chân váy quần hoặc là quần rinh dài gì cũng dễ thương. Rồi 100.000 cái, tí nữa thì lấy gì kim móc con. 100.000 cái mấy chị ha. Rồi áo 85kg cho chị Thi nè. Thi Nguyễn áo 85kg. Mua đồ bên em với chị đừng tự hao số ký nha. 100.000 của Thi Nguyễn. Chị Thi ơi, cái này á, mặc quần sọt nè. Cổ tim rất là dễ mặc đồ nha. Mặc quần sọt, mặc quần rin, mặc mẫu, mặc như thế nào cũng được. Mặc chân váy quần cũng đẹp. Mấy chị đừng sợ chật nha, tại vì ở dưới nó có bao bụng, cho nên khi mấy chị mặc nó sẽ co giãn theo. Ok chị. Thì chút nữa xong cái like chị vô trong tin nhắn chị đã ghi là Yên ơi, làm bill trừ ra cái quần 220 lấy hàng về đúng không? Ok không? Rồi chốt giùm em áo chỉ có 100.000 thôi. Bán đầu like cho mấy chị lấy tương tác nha. Bán đầu like cho mấy chị lấy tương tác. Áo này. Rồi chị nào chốt áo thì chốt lên giùm em 100.000. Xin địa chỉ số điện thoại Thi Nguyễn nè. Nhưng mà trong một cái dòng áo này chỉ có cái size nhỏ nhất là có size thôi. Size nhỏ nhất là nó có đủ màu. Size nhỏ nhất có đủ màu nha mấy chị. Size nhỏ nhất là khoảng cỡ M. Size nhỏ nhất thì khoảng cỡ dưới 73-74kg á. Nó có size số 1 hay là nó có nhiều màu. Đây nè, em lên màu cho mấy chị size số 1 nha. Chỉ có số 1 là có nhiều màu thôi. Còn số 2, số 3 nó chỉ có số 2, số 3, số 4 chỉ có là một màu hoa văn xanh thôi ha. Đây. Cái này là khoảng cỡ dưới 74kg là vừa nè. Có dung màu mà. Nhưng mà giờ chưa lên zoom được. Đây, có zoom nha. Hôm nay có zoom mới đẹp lắm. Zoom mới 280. Đây nè mấy chị. Cái đây là hoa văn đen, xích đen nè.
Mã số 01 cái này. Mã 01 nha. Bill của chị Phan Trang Sadec còn ở đây không? Còn. Rồi 200, 220 vậy. Bill Phan Trang Sadec còn 100.000 từ thiện ngoài bữa nha. Ngày tàn luôn thẳng vô. Còn chị nào mà kêu cho em cho ứng thì nhớ nha. Nhớ khi làm bill kêu em mở em cộng vô, chứ mấy chị không nhớ là coi như em làm đợt từ thiện em đổ nợ nửa năm em mới vượt em dậy luôn. Đây mấy chị, dưới 75kg nè, chốt giùm em Holity đỏ, chốt giùm em mã Holity đỏ nha. Khi mấy chị mặc lên á, ở trên cổ nó trượt kéo dùm 100kg có nha. Hồng An chờ em chút xíu. Cái đây là mã số 2, 100.000 từ thiện, 100.000 mã số 2. Mã số 2 100.000. Mã số 3 là hoa đen. Mã số 3 nè mấy chị. Mã số 3. Mã số 3 100.000. Mã 4 là mã Burberry, mã 4 là mã Van Burberry nha mấy chị. Mã số 4. Mấy mã này đều dưới 75kg á. Mã số 5. Mấy chị đâu hết rồi mấy chị. Nghỉ thời gian về là bán lại muốn đuối chết luôn á thiệt. Nghỉ tuần về là bán lại đuối muốn chết luôn. Đây là mã số 5 nè. Gửi hàng rồi chị, gửi hàng rồi. Mã số 5 mới gửi hồi sáng rồi, tại vì anh Phước đi mới về. Đây là mã số 5 nè mấy chị. Mã 5 cũng 100.000. Trời ơi. 2.3. Dạ. Chị Thiên Nguyễn ơi, em chưa kịp inbox cho chị thì chị cho em địa chỉ số điện thoại đi. Inbox kịp rồi. Chị Thiên Nguyễn ơi, cho em xin địa chỉ số điện thoại đi mấy chị. Vô lấy 2 hộp trà bột với 3 hộp trà viên đi chị Thiên. Chị Phan Trang là 200 luôn. Ghi Hồng Thúy quận 8 đi. 3 trà giảm cân bột 207 nhân 3 lên 801. Rồi. Đúng rồi, 3 học viên. 2 bột 3 viên. 801 này trước nè. Rồi hai cái này là cộng 900 nữa. Quận 8 đúng không? Đúng rồi, Hồng Thúy quận 8. Hồng Thúy quận. Rồi mấy chị không mua áo này đúng không? Để lên mã này cho mấy chị. Đánh chỗ cái máy quẹt, tụi bay đứng trước máy quẹt. Nhiều mùi lộn người tao hết à. Mùi thơm mùi thúi gì vô hết trơn trời. Hai ba chánh máy quẹt ra. Đây mấy chị áo vàng. Cô áo đẹp gì mà có 100.000 mà mấy chị không mua. Không biết chừng nào mấy chị mua nữa. Nè, cực kỳ dễ thương không mấy chị. Hơi bị dễ thương luôn. Để coi thử số 1 em vừa. Ồ, mấy bạn đây không có size 90kg đấy ơ. Ly ti đỏ. Ly ti đỏ của chị Linh Huỳnh là 100.000. Dễ thương lắm, để em. Cái này không có, chỉ có một mã xanh là có size 90kg rồi ly vào. Ê, tôi 88kg và tôi mặc cái áo vàng vẫn vừa nè mấy chị à. Nhưng mà áo này thì mặc theo cái form rộng rộng nó dễ thương hơn nha. Đây, em 88kg và mặc số này vừa nè. Là chị nào dưới 80 mặc cũng vừa nha. Đây mấy chị. Dễ thương, mà có 100.000 rồi mấy chị. Chốt giùm em hoa vàng. Mã đây là mã số 5. Mã em đang mặc là mã 5 nha. Mã em đang mặc là mã 5 nè mấy chị. Chị nào chốt mã 5 chốt giùm em. Đây toàn mẫu đẹp. Mã số 6. Mã 6 nè mấy chị. Mã 6 đẹp không? Mã 6 100.000. Mã ghi mã 6 nha. Mã 6 100.000. Mã 7 đẹp nè chị Linh ơi. Mã 7 cực kỳ đẹp. Mã 7 đẹp cực kỳ. Mã 7 mấy chị ơi. Mã 7. Ủa cha xinh mấy chị ơi. Xinh ha, chứ không không. Mã 7. Chị nào chốt mã 7 chốt giùm em mã 7. Cái này dưới 77kg thôi nha. Đừng dưới 80, dưới 77kg thôi. Mã 7. Còn chị nào dưới 80, 90, 100 thì nói em lấy cái màu khác ha. Mã 7 được không? Mã 8.
Mã số 5 Nguyễn Thị Hương. Ủa nhắn tin cho cô kia chưa? Mã số 5 là đang mặc này. Mã số 5 là Nguyễn Thị Hương. Đây, mã số 5 Nguyễn Thị Hương. Inbox địa chỉ số điện thoại Nguyễn Thị Hương. Bên em không có cho gọi, không có gọi điện chốt hàng và không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Cái này là mã 8 hả hả? Mã 8 này mấy chị đẹp ha. Mã 8. Xinh quá trời luôn. Mã 8. Còn chỉ có cái mã này là size lớn nè mấy chị ơi. Chỉ còn cái mã này là size lớn nè. Mã này size lớn. Đây mã này hoa này ha. Chỉ có mã này và hoa này là size lớn thôi. Đó chị là chốt cái mã nào thì chốt giùm em. Mã 7 của Thúy Cao Cao. Cảm ơn chị Thúy Cao Cao nha. Xin địa chỉ số điện thoại Thúy Cao Cao con. Có nhiều mã quá. Mã 8. Mã 8 mấy chị ơi. Mã 9. Mã 9. Mã 9 nè. Mã 9. Mã 7 rồi chưa? Rồi. Đây, mã 9 đây mấy chị ơi, xinh không? Quá trời xinh luôn, mã 9. Chị nào chốt cái mã 9 chốt giùm em mã 9. Vải này là lụa nha mấy chị, lụa. Mã 9 100.000, khá rẻ. Bên em ship có 20.000 còn quá. Đây cái mã 10 là cái mã hồi bữa em mặc cái đầm nè. Mã 10. Mấy chị ơi bấm giùm em cái nút chia sẻ với mấy chị. Nguyễn Thi nè, em vô inbox chị xem từ nãy giờ chị chưa cho em địa chỉ, 1 phút không có em xả nha chị. Mã 10 mấy chị ơi, mã 10. 1 phút nữa không có địa chỉ số điện thoại mấy chị là em xả hết. Mã 10. Mã 10, mã 10. Mã 10 là mã 10. Đây mã 9 nè. Mã 9 là 2 cái. Mã 10 là mã 10. Mấy chị đâu hết rồi. Mã 11. Mã 11. Mã 11 mấy chị. Mấy mã này đều dưới 75kg nha. Chỉ có cái mã hoa hồng này, hoa xanh này là sẽ có size lớn nè. Mã này sẽ có size lớn. Chỉ có mã này là có size lớn thôi. Còn lại tất cả mọi mã đều là size nhỏ dưới 77kg. 60 đến 77kg. Để em kêu khi em chạy lên nha. Đây là coi Quảng Nam 8, 7, 4. Nguyễn Thị Hương có địa chỉ rồi hả? Có lại mã 9 của Huỳnh Ngọc đi. Có lại mã 9 của Huỳnh Ngọc. Ôi hồi hôm lần em đi đâu về em tuần em nghĩ là về coi như em không còn khách luôn á. Mấy cái này có size 100kg nhưng mà chỉ có màu này có size 100kg là chị Vy. Chỉ có xanh này là có size 100kg thôi nè Vy ơi. Vy có lấy thì báo em nha. Cái Huỳnh Ngọc cái mã 9 này đẹp Huỳnh Ngọc. Cái mã 9 này sang. Chị thấy con cao bên em bắt chị đó, chị vô chị cho chị biết rồi chị thấy con cao. Lấy Thái Thiếu Linh một vú chống tuột size 40 nè. Đây là mấy chị. Cái mã này đẹp nè chị, cái mã này đẹp nè Nguyễn Ngọc. Có 90kg nhưng mà chỉ có màu này thôi. Chị nghe bỏ, chỉ có màu này là 90kg thôi, chị nghe bỏ màu này. Chỉ có màu này là có size 90kg thôi. Còn tất cả màu em đang dơ lên á là chỉ có size dưới 75kg chị. À, có size dưới 75kg. Chị Thiên Nguyễn có đó không chị? Bên bóc cho chị thì vô nghe chị vô cho địa chỉ chị Thiên Nguyễn. Em ngộ mấy chị ghê, bán cái áo có 100.000 xin địa chỉ với mấy chị xong thoại cực ghê. Xã bill của Thiên Nguyễn đi. Xã bill đây. Thúy Cao Cao bên em inbox cho chị rồi đó, chị vô chị cho. Dạ Thúy Cao Cao bên em inbox cho chị rồi cho giùm em địa chỉ số điện thoại. Mấy chị mua hàng online là mấy chị phải cho địa chỉ số điện thoại. Thứ nhất, thứ hai là buộc lòng là bên em không cho kiểm tra hàng, buộc lòng là mấy chị mua online là mấy chị phải chịu tiền ship mà bên em ship là 20.000. Còn mấy chị đi vô mua hàng online mới hỏi chị hỏi là có free ship không, có tính ship với chị đừng hỏi câu đó. Tại vì hỏi câu đó là coi như mã 9 với mã 10 của Mỹ Dung. Mấy chị hỏi câu đó là tất cả các shop đều khó chịu với mấy chị. Mã 9 nè, mã 10 nè,
Rồi hai mã này của Mỹ Dung nè. Mỹ Dung inbox thì chị số loại 2 cái 200. Rồi thêm một cái mã chính của ai? Huỳnh Ngọc hả? Rồi Huỳnh Ngọc Tiền Giang 100 ngàn này đi vô. 100 ngàn Huỳnh Ngọc Tiền Giang. Cái đó là cái quy luật rồi mấy chị. Chứ không phải bây giờ em cần khách là em ngồi em Mỹ thôi mấy chị là không có. Bán ít chất lượng, bán nhiều mất công. Nhẽo xong. Bán nhiều nhẽo xong mấy chị. Em thì em không có thích nhẽo xong. Em ấy cho nó chất lượng. Ngay chân đây nè. Đó, ít cho chắc là có áo kiểu đi đi tiệc. Dạ không có. Hiện giờ là không có áo kiểu đi tiệc trung niên Huyền ơi. Hiện giờ chị Yên chưa có mẫu đó. Ráng chờ chị Yên 1-2 ngày nữa hàng xuất. Có thể là ngày mai có hàng xuất đó. Mỹ Dung là có 2 cái Mỹ Dung. Tí cao cao có địa chỉ số điện thoại kìa. Mỹ Dung là 2 cái Mỹ Dung. Tí cao cao mới cho số điện thoại đang cho địa chỉ. Đúng rồi, đúng rồi. Lên tiếp mấy chị, lên từ từ đi chứ hôm nay nhà hàng nhiều quá trời luôn. Hàng nhiều ngọt. Hồi nãy em phê bằng cái đây làm đường tiểu đường. Mã 10, mã 11 à. Đẹp nè mấy chị, ngọt ơi, đẹp nè. Mã 11, đây. Xinh không, mã 11 mấy chị ơi. Đây mã 11. Mã 11 nha, anh Tư đưa cái áo này. Chờ chút đi chị Hồng An. Em lên cái bao nào nó không cái bao đó là em dớt qua bao hàng chị nha. Kiếm cái bao đen giùm. Bao đen giùm mới về qua luôn mà đen không à. Hình như sau lưng chị Hải. Lấy cái size L để em like. Có rồi, thấy rồi. Dạ thấy rồi. Dạ Mỹ Dung có luôn rồi. Dạ mã 12 nè mấy chị. Mã 12 là Long Vũ, mấy chị nên lấy cái con này nè. Con này rất là dễ mặc đồ. Mã 12 Long Vũ. Rồi chị nào chốt 12 Long Vũ, chốt giùm em 12 Long Vũ. Con này là giùm nè. Dùm này 280, ôi quá trời. Dùm này 280 mấy chị ơi. À xin lỗi con này là đầm à. Em rút lột rồi còn một bao đen nữa. Một bao đen đựng dùm nữa. Con này là đầm nha. Đầm này 280 ngàn quý vị ơi. 280 ngàn con đầm này. Vậy rồi chốt đầm này thì chốt lên giùm em. À, đầm này em có tổng cộng là 4 size. Mã 11 của Huỳnh Ngọc. Mã 11 của Huỳnh Ngọc nè. Mã này có 4 size mấy chị. Kéo cái bao đồ nó ra đi cho anh Chí Thiện ghi đây. Cho anh Chí Thiện ghi bao đầm đi. Dùm đúng. Lấy cái tờ giấy ghi đây. Ghi là đầm cổ vết màu đen. Đầm cổ vết 280. Đầm cổ vết 280. Cái dùm này đẹp lắm nè. Chờ chút em coi thử ai. Chờ chút em coi thử ai đặt cái đầm này nha. Tiếp cái bao hàng là vô đây cho anh Chí Thiện nó màu đen hả? Đầm, đưa ra dán lên băng keo trong lên cái bao đó đi con. Cái đầm mà chỗ Hải mới rút một cái size 7 cho Trịnh Lê. Đầm này là tổng cộng 4 size nha mấy chị nha. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Chốt giùm em mã đầm nè. Đầm này là đầm vết đen ha. Đầm cổ vết màu đen. Đầm này em có tổng cộng 4 size nha. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 ký. Chị nào chốt đầm cổ vết đen, chốt thì nên đầm cổ vết đen. Trịnh Lê. Đầm cổ vết đen 208, Trịnh Lê. Tay 3 ịt nha. Dạ. Trịnh Lê 3 ịt. Nè bỏ cái này vô nè. Đấy, dạ. 208. Em nói thiệt chứ em lên với con dùm này mà mấy chị đẹp không xỉu thôi. Con dùm này nó đẹp hơn cả trong hình luôn. Thật sự luôn. Đây là dùm 280 nè. Đích đáng đồng tiền. Quay cái mặt bao dùm này ra chị coi nè. Đây nè mấy chị coi dùm nè. Ha. Mấy chị coi dùm giùm em nè. Tin chưa? Rồi chùm mẹ chùm má luôn. Em nói thiệt con dùm này nó đẹp hơn cả trong hình. Dùm này báo với mấy chị là đẹp hơn cả trong hình. Trong hình chưa đẹp xi nhê bằng nó đâu nha mấy chị. Ngay cái viền này là đính ngọc trai hết nè. Rồi đầm cổ vết 100kg của Bình An. Bộ quần váy xám. Dạ chưa kiếm có chị.
đâm đó đi tiệc hơi bị xúc sắc. Vải bên em đều là vải co giãn. Con ngồi phía đây nè. Cái quạt nó trắng gì hết trơn. Zoom này của Kelly Nguyễn 280. Giờ lấy hai cái zoom size L. Zoom nó size gì vậy? Size L. Rồi Kelly Nguyễn 280. Zoom này con Vi cũng Ngân Phương 280. Ngân Phương có dấu chứ thiệt. Em nói chị Hồng An nha, một khi mà mấy chị... Ủa lấy cái đầm cái bay cho Bình An chưa? Mấy chị chưa tin thì chị hỏi Bình An mua hàng bên em như thế nào. Chứ bây giờ mà chị đụng vô size bay là hết size bay rồi. Tại vì mỗi một bao hàng giờ em chỉ được hai cái size bay thôi. Tông Anh dùm 70kg. Tông Anh dùm 70kg. Mà size á chị, bộ em mặc coi trời. Lấy size L. Đây đầm bít nè chị Kali. Ủa đầm bít đâu rồi? Quốc lại cái đầm bít, đưa cái đầm bít size L lại đi, alo. Lấy giùm em cái Renault 4, lấy hai cái đem xuống nhà em luôn ơi. Ừ, hai cái hai màu, kịp không? Mười. Cái Oppo đó giá nhiêu ạ? À? Nhiêu? Rồi xách hai cái Oppo Renault 4 xuống nhà em, hai cái bữa em nói đó. Dạ, mai chị Lan Phương, mai. Hai cái hai màu nha. Gửi màu qua em báo màu cho. Chị rung đồ eo một trăm. Trời eo chị 100 là mới xảy trên L thôi chị Nguyễn Hạnh. Dạ mai ship hàng chị Lan ơi nha. Mai em ship hàng cho chị Lan. Rồi chị Thiện ơi. 1m55kg. 1m55kg lấy size L. Kiếm cái bao hàng đây. Nguyễn Phương Nam hả? Lấy size L Nguyễn Phương Nam đây. Như đây con chỉ định qua đây con hốt cái bao này nhiều ốm nè. Từ đâu đi hốt luôn. Từ đâu nha con. Giờ em đưa đầm bếp lên cho mấy chị coi lại. Thiếu điện thoại quá trời. Còn nguyên hết cái bao khác. Đầm bếp là chị Kali hơi bị đẹp chị Kali ơi. Không hỏi mẫu đó. Cái rô này là sao? Đây mấy chị. Đây là chị Kali dễ thương không? Cái tà này dài hơn tà kia ha. Để cà ly có lấy đi. Để giờ chốt có zoom cho xong anh chưa? Rồi, đúng rồi đó, thằng nó đó. Dạ, đầm bếp á. Trời ơi, Hồng An bà nội đầm bếp hết rồi. L luôn rồi. Đó đó. Hết đầm bếp tay của Hạnh 5 ngón rồi. Hổng giờ đi uống nước tiểu đường chưa bà nội? Nhiêu tiền? 240 ngàn. Lấy đầm bếp tay L của Kali Nguyễn tí hơn. Con mấy size L của Kali Nguyễn. Chị em lùn 1m4, em 100. Người 100 một người mà 5. Chị 1m45. Nhưng mà chị cho em đúng chiều cao con nặng chị ơi. Ok lên luôn. Rồi các bữa còn món mấy chục ngàn đây lên luôn. Lên luôn bữa còn món mấy chục ngàn đây nha. Ủa cái đầm này lấy cho chị ấy chưa? Lấy ra Kali Nguyễn nha rồi. Cái bỏ vô. Đây zoom nè. Trời ơi cái con zoom này đẹp mê lắm mấy chị. Cái con zoom này đúng đẹp luôn á. Con zoom này đẹp tuyệt vời. Nhà Hải không? Chút nữa lấy mỗi món một tay L quăng ra sau đi. Chị ơi chị. XL. Dình lùng rồi. Tầm bé 68 cái trên ơi, chiều có làm gì hôm qua chị chụp hình nhầm chị ở trên. Tầm bé 68. Tầm bé 68 phí của Bích Huyền Nguyễn. Biết sao hôm nãy Bích Huyền Nguyễn đưa tin nhắn chị đọc lúc đang ngủ á. Em đọc lúc đang ngủ tí xíu nữa đi. Phạm Trân. Nè Dâm nè, bà nậu mẹ. Cái này là cái hồi nãy đầm bé cái này là Dâm nha. Trời ơi em nói thiệt với mấy chị, con Dâm này nó đẹp hơn cả trong hình luôn. Nè, con Dâm này đẹp hơn cả trong hình. Rồi chị nào chốt con zoom đi tiệc này chốt lên em con zoom đi tiệc nha. Để hàng zoom này căng. Để im hả con. Bà xét vô đây. Cô đổ ly nước nha chị Thiện. Để lấy con zoom của Trương Ngọc rồi có không anh? Ai? Zoom của Trương Ngọc. Trương Ngọc ai tới đâu? Chưa. Đấy. Chưa hả? Chưa. Rồi ghi zoom Trương Ngọc không có dấu á. Đây là nè. Nhiêu tiền? 28. 28. Rồi lấy con zoom 3 ịp. Cho Trịnh Lê luôn. Trịnh Lê mới bỏ đâu. Rồi zoom tay lớn cũng hết luôn rồi nè. Zoom của Bích Huyền Nguyễn luôn nè. Zoom của Bích Huyền Nguyễn tay L. Bích Huyền Nguyễn mới lấy gì 28 này nha. Cái đầm á, đầm bếp á. Đây đây đây, tay bày nè. Rồi Trịnh Lê nè. Zoom luôn nè. Trịnh Lê.
Phạm Trân. Chưa thấy Phạm Trân đưa lên luôn. Phạm Trân giùm tay trên lờ của Phạm Trân. Không giùm, giùm lấy Phạm Trân XL thôi. Rồi Phạm Trân giùm. Em ngực 107 em, trăm là sai chỉ lên lưu, XL lên lưu. Hai cái XL, thêm cái XL nữa. Cái đá của ai ạ? Rồi cái đá của Phạm Trân, rồi XL này của Linh Lưu nè. XL của Linh Lưu, lấy view Linh Lưu bỏ luôn. Đây, 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 đây có này à. Đây 18. Chờ chút nha. Tím lục bình. Cái tím lục bình này anh. Rồi tím lục bình nè. Tím lục bình size L cái dâm. Hai cho mấy? 58. Tím lục bình quận 12 anh ơi. Số điện thoại 556. Một cái dâm 280 nè. Rồi lấy của lại trên một bộ đồ của Hoa Tươi Xuân Hoa màu đen nha. Hoa Tươi Xuân Hoa cái bao đâu. Đây nè Hải Hải nhìn nè. Cái bộ này nè Hải. Bộ đây nè. Kiếm bao Hoa Tươi Xuân Hoa đưa xuống đây với lại Hải vô lấy cái bộ này nè Hải. Bộ này Dior nè. Lấy size L ra luôn. Rồi Nguyễn Phượng dâm XL. Nguyễn Phượng 280 quận 12. Nè Nguyễn Phượng quận 12 là tí hơn 280 con. Tím lục bình 250. Anh bước mấy cây tím lục bình 250. Rồi cột lại bỏ lên trên đi con. Chào chào người em bé nhỏ. Ừ. Ở bển luôn á chị, đừng qua đây nữa, đừng về Việt Nam nha. Chị giống quỷ ghê. Bộ Dior nằm nhà dưới cho tím lục bình luôn nha. Anh cầm nhớ ghi tím lục bình 250 nữa. Dior nó để dành cho bộ mình. Đúng rồi. Rồi tím lục bình. Rồi xong rồi. Mấy chị chờ một chút nha. Ê, cái làm phép cái cậu Hồng An, anh Nguyễn năm ngón tay. Tím lục bình đủ không? Cái gì ạ? Anh Nguyễn năm ngón tay. Hồng Nguyễn năm ngón tay cái gì? Ê. À, cái đầm vết, cái coi. Cái gì ạ? Kéo quay nó lại. Dùm bao nhiêu ký Thúy Phan ơi. Ê cái đầm vết cái coi cái cô quần què. Đủ mẹ biết là cái hàng tôi là một set về chỉ có hai cái đầm 100 ký. Ê cái con cà. Nãy giờ không chịu đọc, nãy giờ không chịu lấy. Hỏi dùm thì đưa dùm ra không lấy nha. Rồi một hồi chỉ còn đúng một cái dùm 100 ký. Ê cái quần què. Một mẫu về có hai cái 100 ký mà ê. Quỷ rồi, lấy cái dâm của Thúy Phan, coi thử Thúy Phan nào đây. Tay L, tay L còn không? Tay L hình như là nếu đó không lầm là hết rồi đó. XL, cái gì XL, XL. Từ từ chứ thiện con, từ từ. Cái này là bao nhiêu ít? Ít XL. Cái này 2 ít. Này 3 ít. Rồi, mày có ít biết à. Đê lập con Phú Yên có mấy ngày mà ít hoài nó từ từ thôi. Hết rồi chị, à, đây, 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 còn một cái đây. Còn một cái đây. Rồi, một cái. Của Thúy Phan Phú Yên hả? Thúy Phan Phú Yên hả chị? Đang coi. Đúng rồi, Thúy Phan Phú Yên. Rồi, tiếp tục. Rồi, con ghi đi. Con lấy tờ giấy con ghi, con dán lên. Dùm viết. Hai trăm tám mươi ngàn. Mở đây ra Hải ơi, ấy lên này Hải. Rồi đưa tiếp hàng like tiếp em. Đưa bộ đá vô, rồi đưa bộ đi ai vô sai lời. Đi chỉ dùng ghép đi cái chút xíu, từ khi mà một cái tờ giấy quá trời bự mà ghi một cái chút xíu. Có khi đi kiếm đồ, kiếm lòi cái bản học. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Cái bộ này tối qua bé Lùng nó chụp đẹp ghê mấy chị. Bộ Dior nè. Em nói mấy chị đẹp hơn cả chịu đẹp nữa. Bộ này 240. Bộ này 240 nha. Mấy chị lưu ý nha, bên em cho mấy chị đổi trả hàng. Nãy giờ em chưa lấy cái gì cho chị Nguyễn Hạnh luôn á Hạnh ơi. Thấy hình như chị Nguyễn Hạnh nhắn tin ra sao á. Nãy giờ chưa lấy cái gì cho chị Hạnh hết nha.
em thích chị, tự nhiên em thích chị rồi thôi, xong rồi đó. Ê bà nội, Nguyễn Hạnh trai dùm chiều cao cân nặng, tự nhiên vô cái em thích chị xong để rồi sao tôi chốt hàng bà nội. Tôi biết là bà thích tôi rồi, dọn gì ở chung cũng được. Nhưng mà biết sao không, trai dùm cái chiều cao cân nặng. Lên đi, tôi chốt cho. Làm ơn chốt dùm bộ Dior nha, vải co giãn cực kỳ và cực kỳ dễ thương và cực kỳ đẹp. Mấy chị nghe em đi, bộ này vải đẹp lắm, Dior. Nè, có viền trước với viền sau. Chỉ cần chị vô chị inbox cho em chiều cao cân nặng để chị số điện thoại là được rồi chị. Bà thấy cậu cao quá, cũng nhanh. Nó mới mua rồi, chị xin số điện thoại rồi cho liền, làm việc mình sợ cũng chết. Đây, rồi. Bộ đi, bà thấy cậu cao bà cũng lay ghê. Bộ đi o 100kg cho bình an chị ơi, bộ này vải đẹp lắm nha. Bộ này chín tóc vải đẹp hơn cả tuyệt vời luôn ha. Đây, tôi nói tôi mê bà bình an ghê lắm lực. Ừ. Bao nhiêu tiền? 240.000. Chốt giùm em bộ Dior nha. Chốt giùm em bộ Dior. Hải ơi, mày lấy cái tờ giấy mày ghi bộ Dior, mày dán lên cho mày ghi chữ bộ Dior cho 240 ghi bự lên. Ghi sao nó dính hết cái tờ giấy này nè. Đó. 240.000 bộ Dior của Bình An. Mấy chị ơi, 240.000. Ai nữa? Trời ơi, hàng gì chưa like hết mà chút. Nó chở về một phi hàng luôn. Đúng. Rồi tiếp tục quay em. Tiếp tục quay. Lấy cái rút cái bộ sau lưng. Cái là hiểu. Không bây giờ bao dưới ừ. Tiếp tục. Bộ này người ta gọi là bộ caro nè. Bộ này bộ Dior 65kg của Bích Huyền Nguyễn kìa Hải ơi. Là cái bộ này nè. Xếp bộ này vô luôn ơi. Bộ Bích Huyền Nguyễn. Rồi. Hình như 503 để 07. Video 3X của Tâm Lê. 3X ạ. Mua đẹp 254. Có rồi các chị Tâm Lê. Rồi bộ này size L nè. Lấy bộ này size L lên. Vì hình như không có dấu nè anh ơi. Hình như không có dấu. 204. Hình như không có dấu. Bến Tre 009. Bến Tre 009 của Hình Như nè. Chờ em chút chị. Rồi. Rồi coi thử xung quanh đây có cái đầm nào là đầm đỏ không. Ủa đầm đỏ nó chưa giao lên mà nó gửi thành đầm đỏ gì ta. Con điên này. Rồi bộ này chị đang lê nè. Chị đang lê. Mấy chị chờ em một phút nha. Đơn. Bộ này chưa like mà mày sắp đi đâu vậy? Đang lên có dấu không? Đang lên có dấu. Rồi đang lên lấy cái bộ sau lưng size L luôn. Đang lên Vĩnh Long 717 240 bộ đang lên. Tại vì chị Huyền biết không? Size từ 60 đến 70kg là nó một size chị. Tổng cộng em có 4 size chứ đâu có nhiều. Còn mấy cái shop khác là nó tổng cộng nó có 3 size cho mấy chị còn khó mặc hơn nữa. Đấy. Chứ có 3 size à chị Huyền ơi. 3 size à Huyền ơi. Rồi tiếp tục Trúc Ngọc một bộ. Lấy size XL đi. Rồi anh ghi giùm em Trúc Ngọc nè bạn. Trúc Ngọc không có dấu. Nào của Trúc Ngọc. Trúc Ngọc đâu mất mẹ hả? Anh kiếm giùm em cái view Trúc Ngọc hồi nãy mới đặt hàng hả? Ở đây Trúc Ngọc nè. Trúc Ngọc 878. Trúc Ngọc không có dấu chưa? 878 thì con kiểm tra nữa kìa. Long An. À, Linh Ngô đi ở size L. Áo vú chống tuột 160 Linh luôn. Bộ này đẹp nè. Thì à, Linh Ngô. Rồi xin địa chỉ số điện thoại Linh Ngô. Ê bộ này đẹp lắm mấy chị. Bộ này rất là cưng. Bộ này 240 mà cưng ơi là cưng luôn á mấy chị. Đây. Bộ caro này rất là đẹp nha. Bộ đồ này mặc vẫn còn liêu ngô. Lấy size bao nhiêu ký thì báo em. Bộ này là quần váy nha. Đây mấy chị thấy dễ thương không. Bộ này là quần váy và rất là đẹp ha. Bộ này em có hình luôn.
Rồi chị nào chốt cái bộ này thì chốt giùm em nè. Chốt giùm em bộ caro nha mấy chị nha. Bộ caro. Bộ caro này em cũng có 4 tay, dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Anh ơi Huỳnh Như mà cái mặt có sợi dây chuyền anh sợt ra giùm em mà tỉnh nào đi. Nhưng mà có địa chỉ không? Rồi ghi chữ Huỳnh Như Long An 880 có dấu. Lấy cái bộ này nè mà sai hay con. Huỳnh Như hả? Huỳnh Như. Có dấu không? Mới vừa nói xong. Tôi đang làm chuyện không nghe. Huỳnh Như có dấu 880 mày bút ý yên Long An 240 ngàn. Bộ đôi em mặc vẫn còn nha mấy chị nha. Ở dưới là quần váy ha. Ở dưới quần váy đầm đen đầm vét nào, lấy cái đầm vét đen sau lưng hả cho chị coi lại. Tại mấy chị biết sao hôm qua giờ khách đặt hàng cũng ok cho nên nó hơi lộn xộn tí. Mấy chị chờ em tại vì hôm nay có nhiều đồ rất là đẹp. À bộ này 80kg đây. Từ từ nha con. Lấy bộ này 80kg size XL nè. Của Liêu Ngô. Tí ghi chữ Liêu Ngô đi con. Liêu Ngô 240 ngàn của Liêu Ngô. Liêu Ngô. Đây đầm vét đây chị Tô Thúy Ngân. Bỏ xuống con. Dạ 240 Thúy cao cao. Bà là bà ông chồng tôi mới mắng vốn là bà cũng lầy lắm. Rồi Liêu Ngô khách cũ. Sọt ra kiếm địa chỉ với số điện thoại. Đầm này là Tô Thúy Ngân. Hơi bị xuất sắc nha mấy chị nha. Đầm cổ vét này là hơi bị xuất sắc. Đầm này là 280 ngàn. Đầm cổ vét. Chị nào chưa chốt cổ vét là chốt giùm em. Em dơ lại là một lần nữa caro cho mấy chế nha. Em dơ lại một lần nữa caro cho mấy chế nè. Mấy chị coi cái tay nè. Mê lắm mà vải nhà em là đều là co dạng hết. Bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận nha đó. Mấy chị thấy dễ thương không? Là hơi bị đẹp và hơi bị dễ thương ha. À, rồi chốt giùm em caro kèm quần váy nè mấy chị. 280 ngàn. Đầm cổ vét đẹp chị Bình An đây. Cái bà ông là xin lỗi bộ caro này là 240. Ở đây sau lưng con. Rồi ghi đi. Hãy ghi tiết caro quần váy đi. Bả mấy có đường nó mọc dữ vậy. Một gói sợ lạc. Sao lạc không được. Nó nhọn nhọn. Không cái dâm vét đẹp chứ. Mặc nguyên cái áo caro đi chứ. Mặc nguyên cái hả? Caro size L của Bích Huyền Nguyễn. Rồi Bích Huyền Nguyễn nè. 240 của Bích Huyền Nguyễn. Mặc nguyên cái. Linh Lưu ơi nguyên cái rất là đẹp. Lấy cái XL, lấy cái hay cho đây. Lấy cái hay cho đây chị thử cái áo. Chưa xong. Pin của bự. Alo cái pin của bự là cho địa chỉ số điện thoại lại hết rồi nha. Pin của bự lấy một cái dâm này xáy trên lờ nè. Ghi chữ pin của bự anh. Pin happy. Pin happy của bự gì đó. Nói chung là bạn của bự á. Đúng rồi. Bi của bự. Bi của bự cái dâm này là 280. Thấy không? Dạ. Lớn kiếm chị hai bộ này của Bi của bộ rồi. Hai bộ này mới về tối hôm qua mới... Hai bộ này nè. Hình như cái đó với lại một cái màu bò nữa. Tây đi lòng. Màu bò này sao chị á? Lấy bộ này ít lòng. Cái đó đó. Cái đó là cái đầm mà sao. Rồi nếu cái đầm quăng cho chị luôn nha. Nè mấy chị mua cái đầm này nè mới đẹp. Ngọc Yên mới đi mua cái đầm này đi tiệc mới đẹp. Cái bộ XL. Em là em mặc XL là ôm gọn đẹp. Mà tại vì em thử á. Em muốn thử cho mấy chị thấy cái form á. Cái Linh Lô với chuyện là mặc tay XL. Bi của bự.
nhiêu rồi? 238. Đúng rồi chị hả? Đúng rồi đúng không? Đúng rồi đúng rồi. Hơi bị đẹp nha mấy chị, vải co giãn hơi bị đẹp luôn. Rồi, chị thấy không? Hơi bị dễ thương. Bộ 208 luôn. Rồi làm BB của bự là hỏi gửi đồ em bị hoàn lại rồi. Để chút nữa báo bưu điện có thử còn luôn, bưu điện không báo phát lại cho Liên Phước cho. Không sao Liên Phước ơi, cứ lo cho ba xong đi. Cái bộ này á ha, mà mấy chị mặc nguyên bộ lên không đẹp, không dễ thương mà không dễ chung, mấy chị đi kiếm em. Em nói với chị là không đẹp thì đi kiếm em bộ này ha. Bộ này nè, bộ này mấy chị mặc lên mà không đẹp là đi kiếm em. Riêng bộ này nè, xếp lại đi con, đưa bình hay cho anh chứ được. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha. Rồi bi của bự xong rồi phải không? Má đặt cái tên cũng nghiệp ngã lắm. Cô nhỏ không chịu á? Cô nhỏ không có chịu đâu. Đi với to. Phải, cô phải bự à, quỷ. Thiệt chứ. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Vậy à, kiếm lấy tiền lãi hả? Kiếm lấy tiền lãi là sao? Kiếm lấy tiền lãi là sao bà nội? $280,000 Burberry. Đầm này không đẹp đi kiếm tôi. Tôi tuyên bố nhẹ nhẹ với mấy chị là đầm này không đẹp đi kiếm tôi ha. Tôi nhắc nhẹ nhẹ thôi nha. Đầm cổ vết Burberry 280,000 bà đầu cha nó coi nè mấy chị. Một con đầm là em nói mấy chị đẹp say sẩm mặt lồn luôn, không phải đẹp thường ha. 280,000 một con đầm Burberry phối đen. Em nói nó đẹp từ A tới Z luôn. Em phải dùng từ là con đầm này nó hoàn hảo 100%. Chị nào chốt con đầm này chốt lên giùm em, con đầm đẹp hoàn hảo. Đẹp có tư duy mà đẹp có trí tuệ luôn mấy chị, đẹp mà giật cái mồng luôn. 280,000 và 4 size Burberry. Rồi chị nào chốt đầm chốt giùm em. Nãy giờ có cái gì chưa ghi giá không? Bộ caro 240 của Thúy Cao Cao nhiêu ký bà nội? Thúy Cao Cao này lái size nhiêu ký anh? Cái này là cái bộ chính chủ nè, cái bộ là kèm với quần váy riêng là chị, không phải cái đầm. Cái này cái bộ 240 vải đã nó. Bà Thúy Cao Cao bộ caro size bao nhiêu? Biết rồi. Bộ caro của Thúy Cao Cao bao nhiêu? Chị Thúy Cao Cao lẹ đi nè, kiếm tô phở mà lâu quá nè. Lẹ đi nè. Lẹ đi Thúy ơi. Thúy Cao Cao, Thúy lùng lùng ơi. Nhanh đi Thúy ơi. Rồi lên tiếp em. Ghi con em ghi là đầm caro ơi. 280 rồi. Ờ đầm caro. Lộn đầm bốc lên cho lộn. Bốc từ đi. 72 kg. Lấy size XL cho Thúy Cao Cao. Bộ caro XL. Ghi đầm bốc bơi. Đầm BBR. 280,000. Rồi Thúy lùng lùng nè. 240 của Thúy lùng lùng. BBR. Rồi 208 dán lên. Rồi còn gì nữa? Rồi rút bộ ơi. Rút bộ sọc đi Hải, rút bộ sọc hai lần. Ngồi ở đây nè. Rồi lên tiếp tục nha. Bộ sọc mấy chị. Bộ sọc cũng quần váy. À đó là bộ caro á chị chính chủ, bộ đó 240 kèm quần váy. Ừ đúng rồi, bộ đó là áo kèm với quần váy á chị chính chủ. Bộ đó là 240,000. Chốt giùm em bộ sọc nha mấy chị nha. Bộ sọc này cũng 240,000. Hai bộ sọc là dễ thương. Cái tay rất là dễ thương và cái áo rất là dễ thương. Chốt giùm em bộ sọc nha mấy chị nha. Bộ sọc. Chị nào chốt bộ sọc 240 chốt lên nhà em bộ sọc 240. Nói chung là vải bên nhà em lên bộ quần dài hả? Không biết qua giờ có bộ nào quần dài không nữa. Để em coi thử chị, chờ em chút xíu. Bộ này là 240,000 nè mấy chị. 240,000 bộ này.
Chị nào chưa chốt bộ sọc thì chốt giùm em bộ sọc 240 nghìn. Cái gì đây vậy? Bộ 280 luôn đúng không? Còn cái kia là đầm. Mấy em chút nữa lộn làm quýnh nhỏ quýnh lại cái nữa. Dạ em bé ở nhà em á chị. Cái bộ này là bộ sọc nè, vải co giãn này, bộ này tổng cộng 4 size. Ghi làm bộ sọc 240 đi. Tao nói ủa cái tờ giấy đâu mà tao chưa la cho cái cục hàng đó mà nó dán riết 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 chứ. Rút cái bộ đó size L ra luôn đi. Bộ. Bây giờ em sẽ lên bộ vest, lên bộ đây nè. Bộ sọc 3X cho Hải ơi. Sau lưng á. Anh Thảo Nguyễn. Em bán online á chị chính chủ. Nếu mà chị muốn thử là trừ khi chị mua em trên 3 bill mới có. Lấy thêm bộ sọc của Bình An nữa. Chứ là bên em mà không có cho mấy chị tới nhà thử đâu. Có nhiều chị tới nhà em lay quay tới 3 tiếng đồng hồ thì em có làm hàng được. Tại em còn làm hàng sỉ hàng chạy Tết nữa mà. Cho em một ngày em bán phải 5-7 bao hàng chứ đâu phải bán 1-2 bao. Cho nên là em có cho mấy chị tới nhà thử. Có con quỷ cái gì kia kìa. Quỷ cái gì cái bill của Gà Giáp nè. Đủ mẹ đưa cái cục hàng đi ship đi cầm về 30 ngàn rồi kêu để tới nhà lấy cũng đâu có lấy. Còn thứ quỷ thứ ma không à. Mấy đó lần sau vô mua khỏi bán không được, bán ít đi cho nó chất lượng, bán nhiều mất công. Bán nhiều mất công mấy má đẹp và mấy má đi cứ chồng Việt Kiều hết bỏ tôi nữa. Này đúng rồi. Cô nói thiệt. Rồi bộ đeo bộ vest đen nha. Bộ này là coi như đã gây sóng gió thị trường lắm nè. Bộ vest đen tây phòng nè mấy chị thấy không. Bộ vest đen tây phòng kèm với lại quần váy Burberry. Đây. Bộ này là dùng từ là hơi bị sang chảnh nè. Rồi lấy một bộ này size XL cho nỗi buồn hoa phượng. Nỗi buồn hoa phượng 280 nỗi buồn hoa phượng. Nè. Rồi lấy bộ sọc rồi bự ở sau lưng nữa hả? Cho anh á. Lấy cái mã LV ở sau á, mã trước nhìn nó rối lắm. Ủa cái đầm đỏ lên chưa mà mày chụp hình mày gửi tao vậy Trang? Không, nói tôi nói thiệt tình lắm. Tôi là buôn bán cực kỳ đàng hoàng. Ví dụ trao đổi là trao đổi, còn người đó sale không trao đổi là không trao đổi. Còn đổi là bật lòng phải đổi. Bây giờ cái bill đó mình có lỗ mình cũng phải đổi và thấy cao cao. Còn bán hàng với em mà em là lúc nào làm hàng là vải em chọn là phải vải co giãn. Còn ví dụ như mấy chị mà không ưng vải em, không ưng hàng em á, thì ví dụ như mà nhận ưng mấy chị cũng phải nói em, nhận không ưng mấy chị cũng phải vô mắng vốn. Để từ từ em sẽ thay đổi. Chứ mấy chị mà lẳng lặng bỏ em là coi như em mất khách rồi, mấy chị cũng có chỗ mua đồ đẹp. Ở lộn mua chỗ khác chứ. Bộ này em có hai màu lận. Mấy chị ha. Đen và màu bò phối Burberry luôn ha. Rồi bỏ vô đi con. Bộ này lấy cho Bình An 3X chưa? Rồi lên tiếp bộ này. Lấy cái bộ này 3X cho Vũ Sen. Vũ Sen có dấu. Bộ này cũng 240 và bộ này hồi trước em may ra cái sọc trắng đen mà người ta cũng mua ầm ầm mấy chị. Còn đây là sọc đen nhiều lại. À bộ này vải co giãn nó giống như gần giống như cotton. Không giãn nhiều như cô Tông mà nó cũng giãn được là 80%. Nhưng bộ đây là bộ quần váy, bộ sọc. Bộ sọc này nè, trộm bía là may hai lần lại bán hết trong vòng 5 phút. À, không, nói thiệt sự luôn. Bên em không cho kiểm hàng nhưng mà bên em đổi trễ rất là đàng hoàng. Chứ không phải bán lăng tăng như mấy bé mới lớn đâu. Đây mấy chị, bộ đây là bộ quần váy. Chốt giùm em bộ sọc nha, chốt giùm em bộ sọc lớn. Cái hồi nãy là sọc nhỏ, còn bộ này là bộ sọc lớn. Chị nào chốt sọc lớn thì chốt giùm em sọc lớn. Bộ này là bộ sọc lớn nè mấy chị ha. Chị nào chốt bộ sọc lớn chốt giùm em sọc lớn. Lấy tất cả các bộ size L quăng hết ở đây đi hỏi. Chốt giùm em sọc lớn. XL nha. XL chứ. XL. Rồi còn một bộ này 300kg chốt cho mình ăn luôn nè. Bộ này còn 300kg chốt cho mình ăn. Còn một bộ chốt cho mình ăn luôn. Rồi sọc lớn 80kg của Nga Thiên. XL đúng không? Đúng rồi. 80kg của Nga Thiên XL. Như đây 240.
Nè các cái này do lấy lò ra. Rồi bộ sập nhỏ này Vương Phụng. Bộ này vải đẹp chị Vương Phụng ơi. Đây là sọc nhỏ này. Đây là sọc nhỏ này chị. Sọc nhỏ kèm với quần váy, quần đùi váy. Đây mấy chị. Đây là sọc nhỏ nha. Lấy mỗi mẫu lên tay L. Rồi còn gì chưa like? Đầm cổ vết về cũng đẹp mấy chị. Chưa cuối bao hàng là Quảng Châu luôn á. Cái dâm ngày hôm nay về cũng đẹp. Cái này kêu. Anh đưa cái máy quạt lên trên cao cho em nha. Đưa quạt lên trên cao cho em. Dẹo kéo lên trên cao cùng. Có cái đó chưa like. Ừ, này chưa like. À cái bao này chưa like luôn nè, hỏi không? Đó chưa mà. Vương Phụng. Chị Vương Phụng này là chi tí xíu phải chọn móng tay cho em nè. Vương Phụng lấy bộ sọc nhỏ. Dạ lấy cho em. Chị Vương Phụng lấy bộ sọc lớn bao nhiêu ký báo giùm em lại. Bữa giờ không bán quên mẹ. Rồi em lên cho mấy chị bộ caro lớn nhỏ nha. Bộ caro lớn nhỏ nè mấy chị. Bộ này là hơi bị dễ thương. Bộ này dùng từ là dễ thương nè mấy chị. Chốt giùm em caro lớn nhỏ kèm với quần váy ha. Caro lớn nhỏ hơi bị cưng. Chốt giùm em caro lớn nhỏ kèm số ký mấy chị yêu ơi. Caro lớn nhỏ kèm số ký. Cái đầm này là size L. Dạ ok chị Phượng Dương. Anh ơi kiếm bill chị Phượng Dương. Anh Tư ơi ghi 200 ngàn thì tụi thiệt. Mấy chị phải tự nhớ nhắc em chứ giờ em thua rồi. Giờ em làm 3-4 đợt rồi. Em thua rồi. Em đi về em cục vốn luôn mấy chị. Ông Phước qua lan quá trời luôn. Wow, Vương Phụng này Vương Phụng cái sợi đúng rồi nào đâu á. Nhưng mà sợt ra không? Đỏ hình nền nè. Có sợt ra được không? Cái đầm này đẹp lắm mấy chị. Cái đầm này nè. Em nói thiệt với mấy chị là cái đầm này mặc lên còn cưng hơn cả chữ cưng luôn. Mà vải mê đẹp luôn. Đầm này nè. Trời ơi. Mấy chị ơi, mấy chị mua đầm đi tiệc là mấy chị mua đầm này giùm em nè. Cái con đầm này mặc lên nó sang chảnh cực kỳ. Em nói thiệt á, cái con đầm này mặc lên nó sang và nó chảnh lắm. Mà cái quan trọng là vải nó cực kỳ và cực kỳ đẹp là con đầm này. 280.000 đầm màu bò. 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 đầm bò. Chị nào chưa chốt con đầm bò này chốt giùm em, vải đẹp lắm nha. Đó. Em đi về mà em nhìn đồ mà em còn ngợp nữa chị. Đầm một cái Ly Nguyễn size L này 280. Vi đầm màu bò đi. Hai bao đầm là chút đem lên còn hàng. Nãy nghe nói Vương Phụng có mà. Chưa báo số ký. Vương Phụng cũ của mình á. Vừa số ký rồi. Vương Phụng nào? Vương Phụng cây xoài nè, Bình Tân nè. Vương Phụng Vương Mỹ Vân rồi á. Hai bộ caro nhỏ hay ngay ngay lưng con á. L nhiêu tiền chị? Phải không vậy? Cả anh mới vô coi mà. 208. Quá. Lấy xong quên luôn. Lấy xong 28 quên luôn. Đây Lê Nguyễn. Qua. Lê Nguyễn. Đây Lê Nguyễn. Lấy hai cây cái này. Có thanh ho đang lên nè. Vương Phụng này là phải là chị của chị, chị em chủ của chị Vương Mỹ Vân không? Kiểm tra lại cho anh. Anh mới vô coi mà, mới chọn tay luôn. Rồi Vương Phụng nè. Cái xoài, miếng chị xoài đó. Không, như em lai like đầm em đâu có mặc thử chị. 240. Đầm màu bò, tí xíu nữa, xưởng tí xíu rồi con bé cho nó qua nó chụp hình cho em á. Mở cái đó ra luôn con, 258. À, đầm vest đen cũng đẹp với chị Tô Thúy Ngân. Còn mấy chị muốn mặc thì tí xíu nữa. Khoảng cỡ tối nay là có hình nè. Chút xíu 6 giờ bé nó quay nó chụp là cỡ tối nay có hình nè mấy chị ha. Rồi đầm bò. Lấy cho chị Bình An một cái đầm bò 100 kg. Lấy chưa, nãy giờ lấy chưa. Bình An đầm bò 100 kg. Có đủ mẫu chưa vậy? Rồi. Chưa đủ đâu nha. Sao biết chị á? Đây nè nè. Có bao nhiêu ở đây, bao nhiêu bao đồ hả? Rồi lên hàng tiếp cho mấy chị nha. Ok chị Đại Hiệp, lấy đầm này. Lấy đầm nhiêu? Nhiêu mẫu á? 10 đây mất có nhiêu à? 8 rồi nha. Lấy cái đầm này 2 gì cho chị Đại Hiệp. À là Vương Phụng lấy bộ sọc lớn hả? Lộn rồi, trả lại Vương Phụng ơi. Đổi bộ sọc lớn.
Hai của Đại Hiệp 208. Rồi đổi bộ tập lớn nè Hải ơi. Tắt bộ tập nhỏ đi con. Đổi bộ tập lớn hai cho chị Vương Phụng. Xin lỗi Vương Phụng. Mấy chị có lấy zoom lại, em cho mấy chị coi zoom lần nữa nè. Đánh giá luôn. Một cái đầm bò của Vương Phụng luôn nè. Một cái đầm bò hay của Vương Phụng luôn chứ mấy chị điện không. Đây nè mấy chị, cái con zoom ngày hôm nay về xuất sắc lắm. Xuất sắc hơn cả sự mong đợi nhưng mà hết size L rồi nha. Em thông báo với mấy chị là hết size L rồi đó. Thông báo nhẹ nhẹ hết size L. Thông báo nhẹ nhẹ là hết size L nha, đầm vét đó mấy chị. Đầm cổ vét. Hơi bị đẹp nha mấy chị nha. Nhưng mà hết size L đầm này mấy chị đi ăn tiệc là mê size. Đầm này đi ăn tiệc là mơ size. Rồi lấy cái bộ này size XL ra đây luôn để đi chụp hình nè. Ủa đủ màu chưa, đủ chưa? À. 3 6 9 rồi 10. Rồi, đưa cho trong tí đem lên phòng mà Bi bỏ vô cho chút nữa chị kia tới chụp hình. Dương Ngọc Trai có chưa vậy? Em lấy Dương Ngọc Trai qua chưa? Ừ, Dương Trai bên đó nữa. Là 11 mẫu á. Có cái kia nữa là 12 mẫu. Với đây bên này thì cần nguồn nước nha. Rồi không bỏ nó đi. Bỏ vô cái bịch cầm lên đàng hoàng. Nè cái Dương Ngọc Trai nữa nè. Em lên tí chụp hình nè. Ô mấy chị view yếu quá, làm sao em dám mở hàng Quảng Châu ta. Được rồi, cái bao ở trên kia là bao gì vậy? Cũng nó luôn á, thông á. Bỏ đó đó. Ghê gì mà thấp quá thì làm sao lên ấy được mấy chị? Không. Vũ. Cứa ghê quá. Ghê thiệt á. Xỉa thì ớt rồi chứ. Xỉa nhưng mà xỉa lên trên. Thấy không? Thiệt chi không? Ô! Thế là quyến rũ. Thôi bán này đi, bán hết bao đó được rồi. Bán hết bao áo vú thì nghỉ nè. Thằng gà nó lại. Nó lại dây vợ chị nó thích bình mẫu. Chờ em chút xíu nha. Mấy chị chờ em chút xíu, em dặn nó áo khoác là áo khoác này nè. Chị lấy áo khoác này nha, chứ không có lấy mấy cái lọt áo khoác kia đâu nha gái. Rồi em chút xíu nha. Mấy chị chờ em chút xíu, em coi cái... Em coi cái giá áo vú. Chờ em chút xíu. Chờ một chút em coi giá áo vú thử mấy chị. Áo vú này là áo vú mặc hàng ngày nha mấy chị ơi. Áo vú này là áo vú mặc hàng ngày nha. Quần xì. Sao nó tính gì mình không biết vậy không? Chờ em một phút mấy chị, em chờ cái giá chị Yên ơi. À, mỗi đi có mấy ngày quên. Lấy set váy đi chị Thanh Hoa lấy set váy gì? Bộ sọc lớn còn size 100kg không vậy? Bộ
Mấy chị chờ em chút nha, em coi cái giá của cái áo vú coi. Bộ tập lớn còn size 100kg không? Người có 2 bộ à? Hết size 100kg rồi. Dừng rồi. Để đó không có cần cứu rồi. Áo vú này em tính cho mấy chị là 110.000 đi. 110.000 áo vú nha. Tay nè mấy chị, mút mỏng nè mà êm lắm. Mút mỏng và rất là êm. Cái này mặc được mà. Mấy chị ơi, mút mỏng mà rất là êm nha. Cho nên mấy chị không, cái dây cũng thoải mái nè mấy chị, đẹp không? Hơi bị xúc tắc. Em có xanh đen nè, em có trắng nè, kèm với size. Em có màu da nè mấy chị, em có màu da. 101.000 nha mấy chị nha. 101.000. Đó. Không có em phải không? Màu đỏ cũng có nè mấy chị, màu đỏ cũng có. Giờ mấy chị ơi, kèm size đi chứ giờ ít số lượng hết chắc. Dạ 101 mà số lượng rất là ít mấy chị. 101 mà số lượng cực kỳ ít. 38 này 42. Cái này 40. Rồi. À phân luôn rồi không? Rồi. Cái này là nhiêu? 40 rồi. Bên đây 40 đây. 38 hay 40. 38, 40 và 42 mấy chị. Em là mặc 42 nè. Là ba size nha. Rồi 101.000 cái mấy chị ơi. 101.000 cái. 101 quẹo lựa nha. 101 quẹo lựa. Quẹo lựa 101. 101 quẹo lựa. Ôi mất cái cọng dây á nha. Không, nó bị dính vô cái này ở đâu á, để ra ngoài đây đi. Dạ, có màu màu đen. Nãy nó dính vô lèo vô cái này em mới. Đen màu tím. Trời ơi. Bữa nay bình thường áo vú lên là giật. Trời nóng quá, hết ăn. Phải mặc vú luôn. Phải mặc vú. Anh Na Trân đen và xanh 42. Anh Na Trân hả? Hả? Anh Na Trân sẽ biết còn biểu nữa hả? Không có đen nha má mày. Không có đen nha anh Na Trân. Là giờ lấy một đen một da đi. Lấy một xanh đen với một da đi. Nè anh Na Trân hai cái 220 nè. Hai cái 220. Vòng 100 coi vừa áo 101 đó không yêu. Em sợ bị trật á. À không, nó không phải là ở trái vú mà là em sợ cái dây thì phải dùng miếng nối mà nó hơi bị ôm. Mà thôi chị má mì đừng mặc này. Má mì chừng nào có 44 đi thì mặc. À, má mì có 44 thì hãy mặc. Em mặc cái này chị má mì, em sợ chị mặc cái này sẽ bị chật á. Bị chật á chị. Bị chật thật sự luôn á. Có 38, 40 và 42 mà 101.000 cái. Lấy cái bao trắng. Trời ơi em nói với chị êm lắm nha, coi mút nè. Mút mỏng nè, mút mỏng. Tôi sẽ mở mấy quạt ra trước kìa. Ủa sao tao kêu tụi bay rửa mấy quạt rồi chưa, tụi bay cũng rửa gì bay. Rồi, thôi nghỉ đi tối thôi. Bỏ vô một cái bao hết luôn. Là cái này đi 42 đi. À thích cài trước hả? Có rộng chị, có rộng. Có rộng và mút mỏng mới đứng ngực. À, chị Thúy. Hẹn với chị 8 giờ rưỡi đi. Có hàng trên này có lấy không? Anh ra trên có hàng. Đi nó có lấy không á? Lấy đủ mẫu đo, bộ chụp đem lên phòng chưa? Dạ 8 rưỡi gặp nhau nha. Chưa dám khui hàng Quảng Châu luôn mấy chị.